vâng xin chào tất cả các bạn đến kênh Jukate và hôm nay Jukate muốn chia sẻ các bạn một cái nội dung video nhìn lại năm 2023 và cũng như có những góp ý chân thành dành cho tất cả các quý anh chị các bạn chúng ta đang theo dõi nội dung video hôm nay và đặc biệt rằng ngày đầu tiên xin gửi lời tri ân lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý anh chị các bạn đã và đang là đối tác khách hàng ủng hộ team Jukate trong năm 2023 các dự án liên quan về website xây dựng hệ thống online và các cái Uh, các cái dự án liên quan về xây dựng các cái thương hiệu phát triển kinh doanh bán hàng trên tảng online Và đặc biệt cũng cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ trên Youtube của ZUKT Theo dõi, follow ZUKT và uh, nghe các cái sự chia sẻ của ZUKT Và đó là một trong những cái, cái điều mà ZUKT muốn chia sẻ với chúng ta Nhìn lại năm 2023 thì một con số biết nói đó là năm 2023 thì trên kênh YouTube của Jukate có sự tăng trưởng hơn 11.000 ngàn, ngàn người theo dõi trên YouTube của Duy. Và đây là một cái con số có thể nói rằng là một con số nhỏ với nhiều bạn đã và đang làm YouTube ngoài kia. Nhưng với cá nhân Jukate thì đây là một trong những cái động lực là một trong những cái điều rất là tuyệt vời để Jukate có thể chia sẻ các cái nội dung video trên kênh YouTube thương hiệu của Jukate dành cho tất cả quý anh chị và các bạn. Và một cái điều tuyệt vời hơn cả nhìn lại năm 2023 thì với cái con số 10 hơn 11.000 này thì phải chia sẻ cho chúng ta một cái điều tuyệt vời đó là các ngày qua rất nhiều các bạn có gửi về những cái thông tin, những cái thành tựu những kết quả của quý anh chị các bạn trong quá trình về làm Youtube nói riêng và kiếm tiền online nói chung. Thì uh, Duy Minh Tê thấy rằng là đó là một trong những cái... Điều tuyệt vời và có thể nói rằng là cái sự thành công của quý anh chị các bạn trong năm 2023 Nó cũng là cái sự thành công của cá nhân Duy và team của Duy Và có rất nhiều các câu hỏi mà hỏi trên Youtube của Duy thì Duy cũng muốn chia sẻ các bạn vài ba các câu hỏi cụ thể Và có rất là nhiều các bạn hỏi nhiều nhất trên Youtube của Duy Câu hỏi đầu tiên đó là rất nhiều các bạn có hỏi rằng là bên Duy thì có dạy làm Youtube hay không thì phải chia sẻ với chúng ta rằng là các cái dịp cuối năm thì bên Duy sự thật là rất là bận Bởi vì các bạn đọc cái tên Duy MKT thì các bạn biết rằng là Duy nằm trong lĩnh vực liên quan về Marketing Và đặc biệt những cái lĩnh vực thời điểm hiện tại Duy đang hỗ trợ cho tất cả các khách hàng Xây dựng các cái hệ thống liên quan về website, xây dựng phát triển các cái thương hiệu về kinh doanh, về bán hàng Và các cái dịp cuối năm là những cái dịp có thể nói là gọi là mùa của Marketing Thì thực sự ra rất là bận, không có thời gian để có thể nhận uh, các bạn là những cái người mới tinh và một cái sự thật cũng đặt ra rằng là bên duy đa phần là rất ít khi và thường như là không nhận những cái bạn mới tinh trong cái lĩnh vực liên quan về làm như trên youtube bởi vì những cái bạn mới tinh thì phải một cái ngộ sự góp ý chân thành với các bạn như thế này đa phần là các bạn theo dõi trên nền tảng online trên youtube hay bất kể đâu đó các bạn mới đang mới chỉ gọi là một cái tâm trạng hào hứng và các bạn vẫn chưa đi tìm được rằng là cái mục đích các bạn làm youtube là cái gì cũng như các bạn mới chỉ được nhìn thấy trên youtube những cái con số 10 nghìn đô rồi trăm ngàn đô cả triệu đô người ta kiếm được nhưng các bạn không biết rằng những cái quá trình đó phải trả giá rất là đắt và có rất là nhiều những cái thứ mà phải uh, trải qua phải có thể nói rằng đổ mồ hôi sôi nước mắt và có thể nói nữa là có là trả càng bằng cả bằng máu chứ không phải đơn giản thế thì là những cái người mà liên quan về làm trên youtube sự thật ra thì trong cái quá trình các bạn muốn đi học vấn đề về làm youtube một cái điều mà uh, duy phải chia sẻ với các bạn là gì trên cái youtube của jukate cũng có sự chia sẻ trên kênh youtube của nhiều bạn ngoài kia cũng cũng có sự chia sẻ thì các bạn hãy nên dành thời gian một tuần hai tuần hoặc các bạn có thể dành thời gian một tháng hai tháng để nghiên cứu những cái chủ đề những lĩnh vực mà cá nhân các bạn có thể duy trì dài nhất bền vững nhất cũng như các bạn cần phải tìm hiểu những vấn đề mà cơ bản trên youtube nó cũng rất đơn giản đó là gì chỉnh sự cắt ghép video rất đơn giản đó là gì là học tập các cái kiến thức những cái luật những cái quy định những thuật toán của trên youtube rồi là học tập những cái vấn đề liên quan về đăng tải về tối ưu những cái thứ đó sự thật ra trên YouTube không thiếu gì những cái nội dung video và các kênh YouTube chia sẻ cho các bạn cho nên các bạn cần phải chủ động là những người muốn đạt được cái thành tựu tốt thành công trong năm 2024 và rồi tương lai trước đó muốn để làm sao nó bền vững và nó duy trì dài và có được mối nguồn thu nhập thụ động tốt nhất chỉ là như trên YouTube thì các bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng để các bạn có cái chiến lược rõ ràng trong quá trình đi làm trên YouTube đúng ngay từ đầu. Bởi vì gần đây có rất là nhiều các bạn muốn đi học làm YouTube, muốn hỏi vấn đề về về làm YouTube nhưng các bạn chưa sẵn sàng, các bạn chưa tìm hiểu, các bạn chưa biết gì, chưa biết mục tiêu mình như thế nào và cũng chưa có cái con đường nào gần như là chúng ta tất cả mọi thứ bằng không thì rất khó để các bạn có thể triển khai kiếm tiền và đạt được cái hiệu quả trong quá trình về kiếm tiền. Cho nên là một người mới trong cái quá trình mà đi tìm hiểu nghiên cứu các kiến thức đó thì các bạn cũng phải cần hòa nhập vào, cần phải hiểu được rằng bạn đang làm được gì, bạn đang muốn gì và bạn đang muốn khai thác ra sao, nên kế hoạch, nên phương án thì lúc đó trong cái quá trình các bạn đi học tập bất bất kể ở đâu đó các bạn sẽ có cái thành tựu liên quan về thành công. Chứ còn khi các bạn đi học tập mà các bạn chỉ học được một vài các kiến thức cơ bản những thứ đơn giản mà trên YouTube nó có rồi thì chắc chắn vừa phí thời gian vừa phí tiền và không đạt được sự hiệu quả dành cho các bạn. Và đó là lời khuyên đầu tiên dành cho những bạn mới hiện tại đã rất đang muốn liên quan về làm trên YouTube. Các bạn cần phải uh, suy nghĩ kỹ càng, nghiên cứu rõ ràng nó là như vậy. Rồi bên cạnh đó là những cái yếu tố liên quan về xây dựng phát triển làm trên YouTube hay là một cái quá trình trong năm 2023 đó thì cũng khá là nhiều các bạn thì đôi khi vẫn còn các câu hỏi rằng là YouTube có tiền hay không, YouTube có thành công hay không, YouTube có ổn định hay không thì chia sẻ với các bạn là rất rất nhiều ngày ngày người, người nhiều người ngoài kia họ đang có những sự thay đổi họ đang có những cái công việc mà mới họ đang có những cái doanh thu mới từ youtube và có thể nói chia sẻ các bạn là với trên youtube thiên về cái việc liên quan về kiếm tiền từ quảng cáo ấy hay là kiếm tiền từ đa nền tảng khác ấy nó rất 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 là nhiều các cơ hội và có thể nói là cái thiên hướng liên quan về sản xuất video cũng như rằng là sáng tạo nội dung không chỉ là các bạn đi vào các cái thị trường trong nước mà khi các bạn đẩy ra nước ngoài nó là một trong những cái gọi là cái nghề để các bạn có thể phát triển sáng tạo nội dung và nó là một trong các cái nghề để các bạn có thể là gì tăng gia tăng cái thu nhập và cái điều đó đã có sự chứng minh trên rất là nhiều các kênh youtube chia sẻ có rất là nhiều những cái sự chứng minh mà xung quanh các bạn đã thấy rằng những cái thành quả của họ đã chia sẻ về và rồi có rất là nhiều những cái vùng quê những cái vùng nông thôn những cái nơi mà hiểu nánh họ cũng kiếm được ra tiền tại sao các bạn muốn các bạn không thực hiện hãy bắt đầu và thực hiện những các kế hoạch của các bạn nhưng hãy nhớ rằng là tất cả mọi thứ phải nghiên cứu và phải tìm hiểu một cách rõ ràng và kỹ càng để tránh tình trạng là có rất là nhiều các bạn mới thì trong quá trình về xây dựng phát triển làm trên youtube chúng ta không biết làm gì và đôi khi là chúng ta đăng tải rất nhiều các cái nội dung lên trên cùng một kênh thì rất khó để các bạn phát triển và kiếm tiền và tiếp theo nữa đó là chính là một sự góp ý dành cho những bạn đã và đang làm về trên YouTube. thì gần đây thì có rất là nhiều các quý anh chị các bạn là những người mà đã và đang làm về trên YouTube chúng ta đã có khoảng thời gian mà khai, triển khai trên YouTube chúng ta đã cũng có khoảng thời gian để chúng ta kiếm tiền trên YouTube rồi là vì một lý do gì đó chúng ta bỏ bê vài ba tháng cả năm trời và đôi khi có những bạn là bán kênh bán hệ thống đi rồi bắt đầu mới quay trở lại làm trên YouTube cũng hỏi trên YouTube của Chu trong năm 2023 cũng rất là nhiều thì cũng phải có sự lời khuyên chia sẻ các bạn khi chúng ta quay lại với cái việc là làm trên YouTube hay chúng ta đã và đang làm trên YouTube để làm sao để có cái giá trị tốt nhất hiệu quả nhất trong quá trình về kiếm tiền thì các bạn cần phải lựa chọn các cái ngách đi các cái chủ đề phù hợp để làm sao các bạn có thể duy trì phát triển một cách bền vững nhất thì hiệu quả kiếm tiền của các bạn nó sẽ ra. Và trong cái quá trình các bạn có thể thấy đó, các bạn có sự pháp ngã trong cái vấn đề về kiếm tiền. Các bạn đã từng bỏ qua những cơ hội kiếm tiền và các bạn cũng đã từng là bán kênh rồi bây giờ quay trở lại. Thì các bạn cần phải có cái chiến lược kế hoạch rõ ràng và chi tiết hơn, cũng như các bạn cần phải nghiên cứu các cái chủ đề nó mang giá trị mang ý nghĩa, bởi vì năm 2024 tất cả các cái nội dung chúng ta có thể thấy đó để có thể thu hút được các cái nhà quảng cáo, để làm sao có sự chuyển đổi liên quan về bán hàng về kinh doanh, để làm sao có thể cầm tiền về túi nó nhiều hơn so với quá khứ các bạn đã có được. Thì các bạn cần phải có những cái kế hoạch có những cái phương án chi tiết cho cái lĩnh vực liên quan về kiếm tiền của mình và những lĩnh vực đó những cái khía cạnh đó thì đi sâu vào các cái giá trị các cái nội dung nó sẽ thu hút được các nhà quảng cáo nó sẽ thu hút được các khách hàng tiềm năng à, từ các cái khán giả nội dung của các bạn thì ở đó các bạn cũng cần phải có cái tư duy về các hệ thống nó mở rộng hơn các bạn có thể mở rộng hơn các cái chiến lược liên quan về kiếm tiền đa nền tảng trên đa dạng các nền tảng mạng xã hội các bạn có thể mở rộng hơn những vấn đề liên quan về nghiên cứu về website về hệ thống để rồi các bạn có một cái con đường mà sáng tạo nội dung nó đa nền tảng để rồi các bạn có một cái mô hình mà khi youtube các bạn có một cái sự thất bại gì đó hay khi youtube các bạn chỉ là một cái đòn bẩy để các bạn có thể duy trì các cái hệ thống kiếm tiền trên một cái hệ sinh thái online của các bạn thì đấy mới là một cái chiến lược hay một chiến lược tốt nhất cho năm 2024 và cho tương lai, bởi vì cái cơ hội mở cửa của Việt Nam của chúng ta đang là một trong những cái điều rất tuyệt vời dành cho những cái bạn nào muốn mà muốn xây dựng thương hiệu, muốn phát triển kinh doanh, muốn bán hàng, thì đó là một trong những cái chiến lược tốt mà không chỉ với những bạn đã và đang làm việc trên YouTube mà rất là nhiều các bạn khác làm việc trên các cái nền tảng mạng xã hội social media từ Facebook, từ TikTok, từ Twitter từ nền tảng X đó thì các bạn thấy rằng là họ cũng đang duy trì và gia tăng cái vấn đề về liên quan về hệ thống đó thì khi các bạn là những người mà quay trở lại với trên YouTube thì các bạn cần phải có cái chiến lược và phải có cái tư duy liên quan về đa nền tảng đó thì cái vấn đề kiếm tiền các bạn nó sẽ rất là tốt và hiệu quả trong cái quá trình về liên quan về kiếm tiền và bên cạnh đó thì không chỉ là những người mới những người đã và đang làm về trên YouTube hay những ai đó thực sự muốn làm YouTube một cách nghiêm túc thì cũng phải có sự lời khuyên cho các bạn rằng là trong năm 2024 thì chúng ta không chỉ dừng lại ở các cái kế hoạch, không chỉ dừng lại ở các cái mục tiêu mà chúng ta phải hiểu rằng là hành động. Các bạn biết gì, các bạn nghe gì, các bạn theo dõi được cái gì thì các bạn cần phải thực hiện và hành động ngay. Để tránh tình trạng là gì? Khi các bạn nghe được biết được nhưng các bạn không hành động, không làm, lúc các bạn bắt tay vào làm thì những cái thứ đó có thể nó đã không còn cơ hội dành cho bạn. Online bây giờ nó có sự thay đổi có thể nói rằng là biến thiên liên tục và nó tốt sự là thay đổi liên tục. Thì với những người thành công là gì? Những người phải nào vào thực hiện ngay, làm ngay Thì hiệu quả thành công các bạn nó mới ra, nó mới tốt, nó mới vô cùng chất lượng Thì đấy là những cái sự góp ý của Duy KT dành cho tất cả các quý anh chị các bạn đã và đang theo dõi trình YouTube của Duy Cũng như đang nghe cái nội dung video này và đó là cái nội dung mà Duy Kate muốn chia sẻ tới quý anh chị các bạn Và có thể nói năm 2023 là một trong những năm rất là biến động Nhưng với năm 2024 Nó là cái cơ hội mở cửa cho tất cả chúng ta Hãy bước tới hãy tiến tới, hãy hành động và hãy hành động để làm sao để có được những cái thành công tốt nhất trong năm 2024 và rồi sắp sửa một năm âm mới năm 2024 sắp tới thì chúc cho tất cả các quý anh chị các bạn đã và đang theo dõi trên kênh YouTube của T chúng ta có thêm nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và chúng ta có sự thành công tốt trong năm 2024 và đạt được những cái mục tiêu mục đích mà như chúng ta mong muốn. Và cảm ơn tất cả quý anh chị các bạn đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng kênh youtube của Yukate. Và nếu như chúng ta thấy nội dung video hay hữu ích, đừng quên nhấn thích video, nhấn chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Và hãy nhấn đăng ký kênh youtube của Yukate để nhận thêm nhiều các cái giá trị tuyệt vời trên youtube của Duy trong năm 2024.